Sau bằng nhập xin chào nhà, em lên sóng tiếp con điều hòa một cục Corona công suất 8.000 BTU dùng phòng 15m2 trở lại. Con em để mã số 4 nhé. Máy đã test mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đi kèm một chiếc điều khiển đa năng từ xa. Giá bán 3.800.000 đi kèm điều khiển các bác nhé, bảo hành 6 tháng. Giá chưa bao gồm biến áp, chưa có phí vận chuyển. Biến áp các bác mua thêm thì là 1.500W là 500.000. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150k. Máy 3.800.000, công suất các thứ mọi chức năng hoạt động ngon lành. Rất là lạnh các bác. Ngồi trước cửa gió nó rất là lạnh luôn nhé. Lắp đặt đơn giản thôi, di chuyển mọi nơi mọi lúc được, không có cần phải ống áng gì cả, rất là tiện lợi. Rất là lạnh. Ngồi trước lạnh buốt luôn. Cái mặt lạnh thôi, mặt lạnh là lạnh. Mặt là lạnh nhé, lưới là lạnh. Ra quay các máy quay đi qua lại nhiều nó vẫn có vậy thôi, chứ là chủ yếu quay giới thiệu máy các bác thôi, quay ngắn các bác xem nhanh, chốt được con nào thì các bác chốt nhé. Chào các bác.